Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi một ca khúc khá là hay đối với anh em chơi guitar. Đó là ca khúc Cây đàn bỏ quên, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Ok, không lưu thương nhìn nhạc, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Rồi, với ca khúc này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi trên tông rê thứ. Bài hát này được sáng tác trên nhịp 3-4, chúng ta áp dụng ở điệu van. Trước tiên sẽ là câu intro. Câu intro đầu tiên sẽ như sau. Đó thì các bạn bấm vào hợp âm rê thứ này, ngón bấm đây dê 1, ngón bấm đây dê 3 và ngón bấm đây dê 2. Đó, khi chúng ta bấm như này, chúng ta gảy dây số 3, chúng ta có nốt la. La la. À, thì cái nốt la số 2 này, nốt la số 2 tôi in hoa đó, thì các bạn đánh đồng thời nốt la ở dây số 3 và nốt bát la, nốt bát rê dây số 4 cùng một lúc. Nốt la cộng với nốt bát rê các bạn nhé, hai nốt này cùng một lúc. La la. Đó, la la. Sau đó các bạn chát. Các bạn cứ tưởng tượng về nhịp phách này, chúng ta có la là một nốt, là một phách, la một nốt nữa, là một phách nữa, và chát là một phách, có 3 phách các bạn nhé. La la chát. Đó, la la chát. Sau đó các bạn tiếp tục la đô. À, la đô thì như nào? Chúng ta gảy nốt dây số 3 là nốt la này. Sau đó các bạn nhanh tay, các bạn sau khi các bạn gảy nốt la dây số 3 các bạn nhé, các bạn cứ để nguyên như vậy, để nguyên cái nốt mà đang bấm ở dây số 3 đây, cái ngón đang bấm ở dây số 3. Các bạn thả hết tay ra, các bạn chặn ngón trỏ, chúng ta bấm vào hợp âm pha trưởng. Các bạn có thể chặn ngón trỏ không cũng được, cũng thành hợp âm pha trưởng rồi. Còn bạn nào bấm được thì chúng ta bấm hoàn chỉnh với hợp âm pha trưởng này. Các bạn gảy dây số 2 ta có nốt đô. Các bạn đánh đồng thời nốt đô dây số 2 và nốt bát pha dây số 6 cùng một lúc. Sau đó các bạn chát. Đó. La này, la dây số 3 này, chuyển tay lên đố, đồng thời nốt đố và nốt pha, nốt bát pha đó, sau đó chát. Bạn nào tôi xin lưu ý là các bạn nào mà không bấm được đầy đủ thế này thì chúng ta chỉ cần từ rê thứ để chúng ta nhả ngón tay ra, chúng ta giữ lại một ngón ở dây số 3, sau đó các bạn chuyển ngón trỏ, một ngón trỏ các bạn chặn lên là đủ. Và bạn nào bấm được thì chúng ta bấm đầy đủ thêm hai ngón nữa thành hợp pha trưởng. La la chát, la đô chát. Fa son la. Fa son la này rất là dễ các bạn nhé. Fa, chúng ta cứ bấm cái hợp âm pha trưởng như này, các bạn gảy dây số 4 là nốt fa. Sau đó các bạn nhả tay ra. Đó. Các bạn nhả tay, chúng ta gảy dây số 3, ta có nốt son. Chúng ta lại tiếp tục bấm hợp âm pha trưởng vào, gảy dây số 3 là nốt la. Đấy, nhả ra là son này. Son la, son la, son la. Cứ gảy bấm pha trưởng này các bạn nhả ra, ta gảy dây số 3 là nốt son. Chúng ta lại bấm vào, ta gảy dây số 3 là nốt la. À, chúng ta có fa là dây số 4 này. Fa son la. Fa son la. À, thì khi gảy nốt la này, chúng ta đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát fa dây số 6 cùng một lúc. Fa son la. Fa son la. Fa son la. Sau đó các bạn chát. Cả câu này sẽ như sau, đánh hết sức chậm thôi các bạn nhé. La la chát, la đô chát, fa son la chát. Sau đó ta sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo sẽ như sau. Thì cái câu bên trên chúng ta chơi khi nãy là chúng ta đang kết thúc tại cái hợp âm pha trưởng như này. Các bạn gảy
Các bạn cứ để nguyên như này, chúng ta gảy dây số 4 là nút pha. Pha đó, sau đó chuyển về ngăn 2. Mi Rê đó, chúng ta tưởng tượng nó là Fa Mi Rê đó. Fa Mi Rê, bấm tay bấm Rê thứ chát. Fa Mi Rê chát. Fa Son La, Fa Son La thì như cái câu chúng ta tập ở bên trên đó. Fa Son La, La là bấm hợp Fa trưởng và đánh đồng thời nó là dây số 3 và nốt bát Fa dây số 6. Fa Son La đó. Fa Mi Re Chát. Fa Son La Chát. Fa Son. Khi mà chúng ta bấm pha trưởng nha, chúng ta gảy dây số 4 là nút pha này. Các bạn cứ để nguyên tay như thế, cứ chúng ta kéo lên. Kéo lên 2 ngăn, tức là kéo lên thêm 2 ngăn nữa. Chúng ta có bấm son trưởng, chúng ta gảy dây số 4, chúng ta có nốt son. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng son thứ, cho nên các bạn nhả ngón giữa ra. Chúng ta có son thứ đó. Fa. Nhả ra Son Chát đó. Fa Son Chát. Sau đó Fa Mi Re đó. Fa Son xong, chúng ta lấy đây, chúng ta kéo, chúng ta bấm đây, chúng ta kéo về. Kéo về tại đây, gảy dây số 4 là nút Fa này. Ngón út đang bấm vào nút Fa. Sau đó Mi Re Chát. Fa Mi Re Chát. Fa Son La Chát. Fa Son Chát. Fa Mi Re Chát. Fa Mi Re Chát. Fa Son La Chát. Fa Son Chát. Fa Mi Re Chát. Chơi lại cả hai câu này. La La Chát. La Đô Chát. Fa Son La Chát. Fa Mi Re Chát. Fa Son La Chát. Fa Son Chát. Fa Mi Re Chát. Sau đó chúng ta chơi luôn câu cuối. Câu cuối này, câu intro cuối nó rất quan trọng, tại vì chúng ta sử dụng nó để làm câu lót xuyên suốt bài hát. Rất dễ thôi. Đô, rê. Đô là dây 5, rê là dây 4. Đô, rê, chát. Rê chúng ta bấm vào rê thứ, chúng ta chát. Sau đó Fa, mi, đô, rê đó. Fa, mi, đô, rê đó. Đô, rê, chát. Fa, mi, đô, rê, chát. Chát. Đô, rê, chát, pha, mi, đô, rê, chát, chát. Chát, chát, chúng ta tưởng tượng này. Chát, chát, tức là nó là 2, 3. 2, 3, 1. 1 là chúng ta gạt xuống cái, là xong. Đô, rê, chát, pha, mi, đô, rê, 2, 3, 1. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển vào bài hát. Bài hát thì chúng ta đềm trên cái điệu van nhịp 3/4 thì có nhiều kiểu chơi khác nhau các bạn nhé. Tuy nhiên chúng ta cùng chơi lại câu intro cả một lượt rồi chúng ta tính đến chuyện đẹp hát. Về mới nhớ rằng quên cây đàn. Tình tang, tình tang, tình tang. Thì về cơ bản cái điệu van nó có hai cách, chúng ta chơi bằng hai cái cách. Cách thứ nhất thì nó rất là dễ thôi, nó chỉ có 1, 2, 3, tức là bùm chát chát, bùm chát chát thì là 1, 2, 3, 1, 2, 3, rất dễ thôi. Bùm chát chát, bùm chát chát. Cách số 2 thì nó sẽ khó hơn, nhưng mà nó hay hơn. Thì chúng ta sử dụng vài âm cơ bản sau âm rê thứ, âm pha trưởng. Tôi hướng dẫn các bạn từ nãy giờ rồi, âm son thứ. Kế đến chúng ta có cái âm la thứ, tất cả các bạn đều biết. Âm đô trưởng, tất cả các bạn đều biết rồi. Và thêm một cái âm hợp âm nữa là âm đô 7.
Các bạn không bấm đô 7, các bạn có thể bấm đô trưởng cũng được. Đô 7 chúng ta có thêm một cái thế bấm ở đây, ngón chạm đây, ngăn 3, ngón bấm đây, dây 4, ngón bấm đây, dây 2. Bát chủ của dây số 5. Tiếp theo chúng ta có cái hợp âm si giáng trưởng. Thì cái hợp âm này không phải bạn nào cũng bấm được. Bạn nào bấm được thì bấm, mà bạn nào không bấm được thì chỗ nào tôi ghi si giáng trưởng thì chỗ đó các bạn bấm rê thứ các bạn nhé. Các bạn nhớ kỹ này, chỗ nào tôi ghi là si giáng trưởng, bạn nào không bấm được thì tại vị trí đó chúng ta bấm rê thứ để thay thế. Đó. Tôi sẽ đệm bằng cả hai cách để các bạn xem đây. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Thì các bạn lưu ý cái đoạn cuối thôi. Rằng quên cây đàn chát. Đàn là chúng ta gảy rê này. Đàn chát. Đồ rê chát. Fa mi đồ rê chát chát. Thì các bạn chơi y như câu intro cuối cùng các bạn nhé. Rằng quên cây đàn chát. Đồ rê chát. Fa mi đồ rê 2, 3, 1. Sau đó chúng ta hát tiếp. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Thì đây là cái cách đánh số 2. Thì các bạn tưởng tượng như này. Cái điệu van này viết trên cái nhịp 3-4 thì nó bao gồm 3 phách, mỗi phách có giá trị bằng 1 nốt đen. Thì chúng ta không chơi 3 nốt đen, chúng ta chơi bùm chát chát, nó là 3 nốt đen. Thì ở đây chúng ta sẽ chơi thành 6 nốt móc đơn. Sau nốt móc đơn thì các bạn chơi rất là đơn giản, các bạn chơi làm sao nó đủ 6 lần là được. Chúng ta không quan trọng nó là dây nào các bạn nhé. Miễn là cái phách số 1 nó vào bát chủ. Bát chủ nghĩa sao, là rê thứ thì bát chủ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miễn là cái 1, miễn là cái 1 này nó vào bát chủ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì chúng ta bát 3, 2, 1 là chúng ta được 4 rồi. Thì 5, 6 là chúng ta đánh ngược lên. 1, 2, 3, 4, rồi 5, 6. Chúng ta đánh ngược ngược lên thôi là nó sẽ được 2 giây nữa là 5 6. 1 2 3 4 5 6 la thứ này. 1 2 3 4 5 6 cũng thế thôi. Hoặc là chúng ta có thể 1 2 3 4 5, chúng ta đánh từ trên xuống dưới là 1 2 3 4 5, thì còn thêm 1 giây nữa là 6. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Tóm lại các bạn chơi cái này tâm thế nó thoải mái các bạn nhé. Các bạn chỉ cần biết là chúng ta đánh đủ 6 động tác, nó đáp ứng đủ 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta đánh đủ 6 động tác, và yêu cầu thứ hai là cái phách số 1 vào dây bát chủ, thế là được. Đó. Thì pha trưởng đây thì lại dễ. 1 2 3 4 5 6 là nó có 6 dây, chúng ta đánh từ dây số 6 xuống là dễ. 1 2 3 4 5 6 son thứ này. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nó rất là dễ. Đô trưởng 1 2 3 4 5 thì chúng ta chỉ có 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 thì chúng ta đánh ngược lại dây trên là 6. Đó, các bạn cứ tập như thế nhiều lần chúng ta sẽ chuyển được các bạn như si giáng trưởng đây. 1 2 3 4 5 6. Chúng ta tập đi tập lại, chúng ta chuyển nhiều lần nó sẽ thành cái phản xạ. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Các bạn cứ chuyển nhiều lần nó sẽ quen rồi, chúng ta đem áp dụng cả với những bài khác nữa. Hôm đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng. Câu này chúng ta cứ chơi đi chơi lại, hát hết một lần rồi chúng ta lại chơi câu lót đó. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi. Bông hoa trên phim tươi cười, người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh. Cứ thế chúng ta chơi, một trong hai cách, chúng ta lựa chọn cách nào thì tùy. Tôi nâng niu cây đàn. Tôi xin nhắc lại ở đây là si giáng trưởng. Tôi nâng niu, tôi ghi là si giáng trưởng thì bạn nào không bấm được chúng ta bấm rê thứ. Ví dụ rê thứ đây. Tôi nâng niu cây đàn tình tăng, đem về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn tình tang, khi bông hoa ùa vàng tình tang, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình tang.
tang chát tưng 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 tưng. Đó. Về cái câu câu cuối cùng này, sĩ giáng trưởng. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than, hay cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Người ơi tôi thường hay muốn biết, với tình hoa thắm tiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn tang tưng 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 tưng. Cái chỗ là cứ hát hết mỗi câu rồi chúng ta lót một câu lót thôi, còn cái đệm hát thì cũng khá đơn giản các bạn nhé. Xin chúc bạn thành công.